niệm Phật có thể bán khổ. Năm đầu dân quốc, tại Trước Giang Từ Khê có một bà lão. Nhà của bà không những rất nghèo khó, đồng thời còn có một người con trai rất bất hiếu. Một hôm, bà lại bị con trai trách mắng, trong lòng rất đau khổ, liền chạy đến ngôi chùa gần đó kể khổ với sư phụ. Sư phụ à, con thật là khổ. Bà đã biết thế nào là khổ, tại sao bà không chịu bán khổ đi? Bán khổ đi? Bán khổ là như thế nào? Chỉ cần bà chăm chỉ niệm Phật thì có thể bán khổ đi đó. Bà lão nghe xong lời sư phụ nói, khuôn mặt bà trở nên rạng rỡ. Nhưng mà bà chợt suy nghĩ thì bà lại trở nên buồn bã. Sư phụ à, nhà con vừa nghèo lại vừa nhỏ, giường và bếp đều ở trong một gian nhà rách nát, với lại dưới giường con còn nuôi heo, làm sao mà có thể niệm Phật? Điều này thì không có sao hết. Ở nhà chỉ cần bà thành tâm mà niệm Phật thôi, còn những lúc rảnh rỗi á, bà cứ nhớ lên chùa lạy Phật là được. Sau khi bà lão nghe xong, bà đã vui vẻ trở về nhà. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Cả ngày không thấy mẹ ở đâu á, chưa ai làm cơm tối đó, mẹ có biết không? Trong lòng bà lão đang niệm Phật, đến bên bếp lửa, nhóm lửa chuẩn bị làm cơm. Bắt đầu từ hôm đó, bà quyết tâm bán cái khổ đi. Ba năm sau đó, một hôm, bà lão đột nhiên đến nói với con trai của mình. Con à, mẹ phải đến thế giới cực lạc rồi. Hôm mà mẹ ra đi thì con cần phải ở nhà lo liệu mọi việc cho mẹ đó nghe chưa? Con trai của bà đã không tin những lời của bà vừa nói. Phải đến mấy hôm trước khi bà lão giáng sanh, con của bà đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm rất kỳ diệu. Ôi thơm quá à, mùi hương thơm ở đâu vậy ta? Không biết ai đốt nhang nữa chứ. Con trai của bà lão tìm đi tìm lại nhưng mà không tìm được nơi đốt nhang. Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới lời của mẹ nói. Có lẽ lời của mẹ nói là sự thật đó. Sau đó con trai của bà đã ngồi đợi ở nhà. Anh thấy mẹ của mình đã tắm xong và thay quần áo sạch sẽ, rồi ngồi với tư thế nghiêm trang, khoan thai niệm Phật và ra đi. Bà lão đã thành tâm niệm Phật, không những bán đi cực khổ, đồng thời có thể dự đoán thời điểm bình yên giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.